Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên của tác giả Văn Sao Công. Tập 99. Chương 981, Giằng Co 2. Đó là một trong các đại thánh yêu tộc hắn phải cố gắng tránh đi. Năm đại thánh của yêu tộc đều xuất hiện, có chút phiền phức đấy. Trường Thanh Tử không nên cố giữ lấy bà Sa Song Thành. Ma Vân Tử thì thào nói, hì hì. Thanh Hòa Tử đạo hữu, lần này lại phải phiền ngươi ra sức nhiều hơn rồi. Các vị đại thánh của yêu tộc ngoài mặt tỏ ra hòa hợp, thực tế lại ngấm ngầm làm không ít việc xấu xa. Chỉ cần đạo hữu có thể phát huy ra thực lực giết chết lục hành đại thánh trước đó, ra tay bất ngờ làm một đại thánh của yêu tộc bị thương nặng hoặc bị chết, bốn thánh còn lại nhất định sẽ cảm thấy bất an, thậm chí bỏ đá xuống giếng. Ngũ Hành Tử cười nói. Phương Tịch liếc mắt lão già không đứng đắn này, lắc đầu trả lời, bản tọa có thể giết chết lục hành đại thánh chỉ là nhờ cơ duyên xảo hợp mà thôi, nếu lại tới lần nữa còn xa mới có thể làm được. Bàn về thực lực, bản tọa miễn cưỡng có thể ngăn chặn được một vị đại thánh của yêu tộc mà thôi. Còn lại, phải trông cậy vào các vị đạo hữu rồi. Hắn cảm giác Ngũ Hành Tử có lẽ đang thử thăm dò, nhưng hắn rõ ràng không thể vì đại nghĩa nhân tộc gì đó mà đáp ứng loại chuyện này, tự nhiên để lộ con át chủ bài. Chúng ta mỗi người nghênh chiến một vị đại thánh của yêu tộc, còn thiếu một người. Kim Cương Tử vừa nghe thì không khỏi nhíu mày. Thật sự không có cách nào, chỉ có thể giao cho ba huynh đệ Cao Thị. Bọn họ thức tỉnh cùng một loại linh thể am hiểu thuật hợp kích, ta sẽ giao Tam Tiên Hoàn cho bọn họ. Lấy tu vi của bọn họ, muốn ngăn chặn một vị đại thánh của yêu tộc chắc sẽ không có mấy vấn đề. Ma Vân Tử nói, A-di-đà Phật cũng chỉ có thể làm như thế. Kim Cương Tử bất đắc dĩ nói, lần này nhân tộc giữ thành, vốn đã trong tình thế bất lợi. Cũng may bọn họ dựa vào địa lợi phòng thủ, có thể trung hòa một phần ưu thế của yêu tộc, xem như thế lực ngang nhau. Nếu không nhìn thấy được hy vọng thắng lợi, lấy tính cách của tu tiên giả, bọn họ có thể lâm trận bỏ chạy hay không thì thật sự khó có thể nói được. Phương Tịch không nói gì nữa, chỉ ngước đầu lộ vẻ suy ngẫm. Trên Cửu Thiên Cương Phong, nơi này đã là chỗ cao nhất của địa tiên giới. Rất nhiều phi cầm của yêu tộc cũng khó có thể đến được. Bởi vậy, bảy mặt trời lớn nóng bỏng không bị che giấu. Từng cửu thiên thần tiêu lôi cương, tam huyền tốn phong liệt cương tùy ý quét ngang. Cho dù là tu sĩ cao cấp cũng chưa chắc dám bay đến chỗ cao như vậy. Bởi vậy đại chiến phía dưới hết sức căng thẳng. Hai phe tất nhiên đều chưa từng phát hiện ra ở chỗ cực cao nơi chân trời đang có một con phượng hoàng năm màu sặc sỡ và con huyền vũ giống như ngọn núi lơ lửng giữa không trung. Vô số gió mạnh thổi qua, lại bị khí tức khó hiểu nào đó tự động tách ra, khó có thể xâm nhập vào. Ở bên cạnh hai đại chân linh của yêu tộc còn có một người áo bào màu vàng. Đầu của hắn lớn như cái đấu, thái dương nhô cao, chỉ mọc lác đác vài sợi tóc. Nhưng bàn về khí tức không ngờ đã mơ hồ ép hai đại chân linh bên cạnh. Đế Khương. Ở đối diện hai đại chân linh, bốn độn quang lóe lên, hiện ra bóng dáng bốn vị tu sĩ đại thừa của nhân tộc. Đại thừa họ Bộ đeo kiếm đứng đó. Đại thừa họ Mông có tia chớp năm màu quấn quanh. Đại thừa họ Sa cầm một bảo kính màu trắng bạc trong tay. Lúc này, Thanh Hư Đồng Tử vẫn dắt một cái quạt hương bổ cực lớn sau lưng, mở miệng nói đầu tiên, cửu si tộc vẫn luôn ở sâu bên trong man hoang, tại sao lần này phải tự làm khổ mình như vậy? Thanh Hư đạo hữu, ngươi cần gì phải lừa gạt lão phu? Đại thừa của cửu si tộc tên là Đế Khương cười giễu cợt, tuy địa tiên giới rộng lớn, nhưng có thể chiếm thêm một ít vẫn tốt hơn. Năm đó, tiên giới có tiên gia Ngọc Thư lưu truyền, thuật lại ảo diệu của địa tiên giới. Giới này lấy địa khí làm đầu, nếu có thể chiếm được thổ địa rộng nhất lớn, lại có thể ngưng tụ ra tộc vận, sinh ra chân tiên. Trước đó, ba tộc nhân yêu ma chiếm tinh hoa ở trung tâm của địa tiên giới, khí vận không dứt, mỗi đời đều có tu sĩ đại thừa, thậm chí còn có tiền bối phi thăng. Cửu si tộc ta sống trong góc hoang vắng, bây giờ muốn phát triển nhưng không loại bỏ ba tộc được. Hơn nữa, dựa theo ba tộc nhân yêu ma mở rộng, sớm muộn gì sẽ tiếp giáp cửu si tộc chúng ta. Lấy bản tính của các ngươi làm sao có thể bỏ qua cho cửu si tộc ta. Cùng với chờ đến lúc đó sống đầu đường xó chợ, rơi vào kết quả như dị tộc,
chúng ta còn không bằng chủ động xuất kích vào lúc này. Tu vi của chúng ta dường như chênh lệch, tuy lão phu may mắn vượt qua 6 lần kiếp số của đại thừa, nhưng không làm gì được tiên phủ kỳ chân trong tay Cầm đạo hữu. Chương 982, giằng co, 3. Đế Khương thản nhiên nói, không biết đạo hữu cảm thấy đề nghị lần trước thế nào. Chỉ cần đại thừa và tu sĩ từ hợp thể trở lên của các ngươi lập ra lời thề đại đạo. Trong vòng 100.000 năm co đầu rút cổ ở trong 9 vực, cửu si tộc ta sẽ lập tức có thể rút binh đình chiến. Co đầu rút cổ ở trong 9 vực. Thanh hư đồng tử tức giận cười ngược, cho dù thành thiên nguyên của nhân tộc ta bây giờ thất bại thảm hại, cũng chỉ mất một nửa cương vực, chẳng qua là 50 vực mà thôi. Ngươi nói một lời lại muốn nhân tộc ta từ bỏ hơn nửa cương vực, ngươi không cảm thấy quá mức sao? Mà thôi, cuối cùng vẫn phải đấu một trận. Toàn thân Đế Khương có khí hỗn độn chuyển động, hiện ra chân thân cửu si tộc với trạng thái giống như túi vàng, đỏ giống như đan hỏa. 6 chân 4 cánh, mà thôi, cứ dựa theo giao hẹn ban đầu, tiếp theo lấy thắng bại của cuộc chiến để xác nhận quyền thuộc sở hữu. Trong ánh mắt của hai đại chân linh yêu tộc đầy vẻ chế giễu. Trong tu sĩ đại thừa thật ra chênh lệch không lớn. Nếu không gặp phải cùng cấp có tu vi cao tuyệt, hoặc nắm giữ tiên phủ kỳ chân bao vây tấn công, hoặc bản thân rơi vào trong tử địa, thật ra rất khó chết. Cho dù lần trước bị yêu tộc phản bội, 3 vị đại thừa của nhân tộc trả giá nhất định, vẫn thành công chạy trốn. Lần đấu pháp này rõ ràng cũng như vậy. Thế lực của hai bên gần ngang nhau, chỉ có thể áp chế không có cách nào đánh bại. Điểm thật sự quan trọng trong đại chiến vẫn phải xem đại quân bên dưới. Gào gào. Vô số phi cầm lông xanh giống như kềnh kềnh kêu lên đừng đợt, bay xung quanh thành thiên nguyên. Từ trong cánh của bọn họ chấn động rơi xuống từng quả trứng trùng kỳ lạ ra. Khi xuất hiện ở giữa không trung, tất cả hóa thành các loại yêu trùng quỷ dị, rơi vào trên cấm chế của trận pháp. Phụt phụt, những yêu trùng này có lực sinh mạng cực yếu, rơi vào trên cấm chế sẽ lập tức nổ tung. Nhưng bất chợt lại có tiếng ăn mòn kỳ quái vang lên. Sâu bên trong thành thiên nguyên, trong một tòa thiên cơ ốc có thể che giấu mọi suy tính bói toán. Mấy lão già mặc áo bào trắng ngồi ở 5 góc, vòng ngoài lại là một vòng trận pháp sư, từng người cầm trận bàn khác nhau. Cơ Phi Tuyết ngồi ngay ngắn ở trên một bồ đoàn, trước mặt nàng có một màn sáng. Trên đó hiện ra tất cả những chuyện xảy ra trong chiến trường bên ngoài. Nàng nhìn thấy cảnh tượng này, lại cười giễu cợt, hóa yêu trùng phá cấm, thú lớn xông lên trận, địa yêu lún địa. Yêu tộc quả nhiên đều là một đám suy nghĩ chết, bọn chúng chơi 3 thứ này còn chưa chán à. Biến đổi trận, ngũ hành trọng hỏa, lên. Nàng phát ra hiệu lệnh, từng vị trận pháp sư lập tức đánh ra pháp quyết khác nhau về phía trong trận bàn. Dưới thành thiên nguyên, vô số trận văn phức tạp huyền ảo phát sáng. Trên cấm chế ngoài thành, từng ánh lửa hiện ra, không ngờ đốt cháy vô số yêu trùng thành cho tàn. Xèo xèo. Không chỉ có vậy, trong hư không có phù văn màu đỏ thẫm lập lòe, bỗng nhiên hóa thành từng mũi tên lửa sắc bén. Vô số mũi tên dày đặc bắn trụ, khiến không ít yêu cầm trên bầu trời đều hóa thành quả cầu lửa rơi xuống, giống như một trận lưu tinh hỏa vũ. Trước thiên yêu vệ, 5 vị đại thánh dùng thần thức nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt đều bình thản, không mấy kinh ngạc. Nhân tộc, tuy không có thiên phú yêu thuật, thể phách mạnh mẽ, thọ nguyên dài dằng dặc như yêu tộc ta. Nhưng trời sinh nhạy bén, trình độ ở trên phương diện bách nghệ tu tiên vượt qua tộc ta quá nhiều. Thật khiến cho người ta hâm mộ. Cửu vĩ đại thánh phun ra một vòng khói, khe khẽ thở dài. Nàng đến trình độ này mới càng biết rõ, sau khi tu luyện bách nghệ tu tiên, đặc biệt là trận, đan, ý, phù, tới cảnh giới cao thâm đều có liên quan đến pháp tắc thiên địa, có thể nói là nhắm thẳng vào đại đạo, vì tìm hiểu lực pháp tắc mà tăng lên không biết bao nhiêu tiện lợi. Tuy lúc trước yêu tộc chiếm lợi lớn, nhưng đến khi tới hợp thể đại thừa, lĩnh ngộ phương diện lực pháp tắc mới có nghi vấn. Chính vì vậy mới có Long Tổ, Phượng Tổ tìm hiểu Long Trương Phượng Triện, truyền cho yêu tộc. Không nói nhiều nữa, bây giờ phá trận thế nào? Thông Bối Đại Thánh vò đầu bứt tai, không nhịn được hỏi. Hắn vẫn muốn mau chóng phá tan mai rùa của thành thiên nguyên, tìm thanh hòa tử kia đấu pháp. Xem ra, vẫn phải để lộ một con át chủ bài trước đã. Cửu Vĩ Đại Thánh lại phun ra một vòng khói. Khói này lượn lờ, hóa thành một con tiểu hồ ly màu đỏ rực. Nó thi triển độn thuật đi tới một chỗ trong lòng đất. Cửu Vĩ Đại Thánh có lệnh, trọng thổ quân ngừng lại. Trong lòng đất không ngờ có một đại quân yêu thú kỳ lạ,
phần nhiều trong đó là địa long. Chúng đang chờ xuất phát, lúc này nghiêm túc tuân mệnh, dừng động tác lại. Tiếp theo, thiên yêu vệ tản ra, hiện ra từng đài cao. Đài cao này được xây bằng xương trắng, thoạt nhìn vô cùng đẫm máu. Ở trên đỉnh đài cao lại là mấy hồ máu. Các bạn đang nghe truyện Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên của tác giả Văn Sao Công tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 983, Giọt Máu và Thổ Giới, 1. Từng yêu tộc tát mãn khoác ra người, đeo vòng cổ xương đầu giơ cây pháp trượng bằng xương lên cao, trong miệng không ngừng niệm chú ngữ, vạn linh huyết châu. Vạn linh huyết châu, ọc ọc ọc, hồ máu sôi trào. Từ trong đó xuất hiện từng bọt khí lớn bằng nắm tay, bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy được từng gương mặt quỷ dị. Những gương mặt đó vừa có của nhân tộc, cũng có của ma tộc, thậm chí là hoang thú. Có thể nói vạn linh địa tiên giới hội tụ. Tiếp theo, một đường ánh sáng máu đột ngột hiện ra, giống như một mũi tên đâm về phía cấm chế phía ngoài cùng của thành Thiên Nguyên. Xôn xao, cấm chế năm màu hiện ra, giống như từng sợi dây xích ngăn cản ở phía trước mũi tên. Phía chân trời có tia sét lóe lên, một đợt sấm sét đánh xuống chính giữa ánh sáng máu. Ánh sáng máu thoáng cái đã tán loạn, trong đó hiện ra một hạt châu lớn bằng đầu người, nó đều có màu máu, bên trong hình như giam giữ vô số tinh hồn. Lúc này, số lượng lớn tinh hồn xuất hiện, hóa thành một mảnh ánh sáng máu ô uế, lại giống như mui tre trên đỉnh đầu. Xoẹt, từng đợt sấm sét đánh xuống mui tre màu máu này, không ngờ biến mất một cách kỳ lạ. Vạn linh huyết châu đánh vào trên cấm chế, càng nhiều ánh sáng máu ô uế hiện ra, hình như muốn hóa thành một biển máu. Xèo xèo, vô số cấm chế không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng động và lần lượt sụp đổ, tiêu tan. Vạn linh huyết châu làm chí bảo phá trận hàng đầu của yêu tộc thứ nhất, nó vừa ra trận đã lộ ra uy năng không tầm thường. Tiếp theo, ở trong tiếng chú ngữ khó đọc, quả vạn linh huyết châu thứ hai, thứ ba liên tiếp hiện ra, hóa thành ánh sáng rực rỡ đỏ như máu bắn nhanh về phía đại trận của thành Thiên Nguyên. Cuối cùng đã chờ được rồi. Mắt Cơ Phi Tuyết sáng ngời, cười nói, thiên ma hóa huyết. Lên, trên cấm chế năm màu đột nhiên hiện ra một tầng ma quang, từng ma khí hội tụ. Chính là áp dụng phương pháp điệt trận. 10.000 trượng lập lòe ma quang, chấn động lòng người. Nó bỗng nhiên hóa thành một đầu ma dữ tợn. Đầu ma này đen xì, có 6 cái sừng uốn lượn. Trên mặt đầy các mảnh vảy với hình thù kỳ quái. Đầu thiên ma mở cái miệng to như chậu máu, một cái lưỡi dài màu đỏ tươi quấn qua, một viên vạn linh huyết châu biến mất, hình như bị ma đầu nuốt sống vậy. Được rồi, tu sĩ nhân tộc trên thành Thiên Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này, tinh thần lần lượt phấn chấn. Vạn linh huyết châu này rõ ràng là thủ đoạn phá trận lợi hại do yêu tộc chuẩn bị. Nếu ngay cả trận pháp tầng thứ nhất này cũng không phá nổi, lần này thoạt nhìn có hy vọng giữ thành rất lớn. Ha ha, quả nhiên là thiên ma hóa huyết đại trận. Cửu vĩ đại thánh nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt lóe lên nụ cười quỷ dị. Ồ, đầu của thiên ma phát ra thiên ma bí âm, đầu lưỡi lại cuốn ra, nuốt viên vạn linh huyết châu thứ hai, thứ ba. Nhưng khi nó nuốt vào viên vạn linh huyết châu thứ ba, biến cố khác thường xảy ra. Mặt ngoài của viên vạn linh huyết châu này có ánh sáng lóe lên, đột nhiên hóa thành một viên Phật châu tỏa ra đàn hương. Thiên ma cắn một Phật châu, từ trong miệng nó chảy ra từng phạm văn màu vàng. Tiếp theo, ánh sáng màu vàng nhất thời hiện ra. Tại chỗ hình như có thêm một mặt trời nhỏ màu vàng. Ở trong mặt trời, dưới phạm lực nồng đậm, thiên ma kêu thảm một tiếng, hóa thành từng luồng khí đen tiêu tan. Rắc! Trong thiên cơ ốc, Cơ Phi Tuyết nhìn trận bàn vỡ nát trong tay, sắc mặt hết sức khó coi, vạn Phật xá lợi. Lập tức kiểm kê tổn thất, tu sửa đại trận. Không tốt. Tầng ngoài đại trận có liên kết với thiên ma hóa huyết đại trận, hao tổn vượt quá 5 phần. Một lão đạo râu bạc trắng bấm ngón tay tính toán, không khỏi dậm chân nói. Ha ha. Vạn Phật xá lợi là Phật nguyên tinh thuần hội tụ, trời sinh với tương khắc ma khí. Lại thêm hai viên vạn linh huyết châu kia, trận pháp tầng thứ nhất của thành Thiên Nguyên xong rồi. Cửu vĩ đại thánh cười hì hì nói. Cửu vĩ ngươi quả nhiên đủ can đảm. Trực tiếp sử dụng con át chủ bài cướp thế thượng phong, Huyền Lân Đại Thánh khen ngợi một tiếng. Bọn họ sống được lâu như vậy, thấy nhiều người bình thường giấu kín con át chủ bài, cuối cùng giấu đến chết vẫn không thi triển ra được. Hoặc giả heo ăn hổ, đóng giả nhiều, cuối cùng thật sự biến thành heo.
muốn thành thiên yêu vẫn phải có yêu tính. Chỉ tiếc, việc chế luyện vạn linh huyết châu này vẫn luôn do Lục Hành chịu trách nhiệm. Cho dù sau khi hắn ngã xuống, thiếp thân lập tức tiếp quản, tiếp nhận nhưng vẫn xảy ra chút nhiễu loạn, chỉ làm được 2 viên vạn linh huyết châu. Cũng may thiếp thân còn có một miếng vạn Phật xá lợi, chế luyện một lúc cũng có thể vàng thau lẫn lộn. Cửu vĩ đại thánh chậm rãi hút tẩu thuốc, thiếp thân nghĩ rằng nhân tộc nhất định sẽ thi triển thiên ma trận pháp tới phá vạn linh huyết châu, lại tặng bọn họ một viên Phật môn xá lợi. Phật nguyên và ma khí tương khắc, lại thêm vô số huyết nguyên, ha ha, có thể tiến quân rồi. Chương 984, giọt máu và thổ giới, 2. Nàng phun ra một làn khói, hóa thành một con tiểu hồ ly chạy ra ngoài. Không lâu sau, một cảm giác đất rung núi chuyển truyền đến. Màn ánh sáng cấm chế 5 màu đặc biệt vừa dày vừa nặng phía trước bỗng nhiên sụp xuống. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, số lượng lớn yêu tộc cấp thấp đều phát ra một tiếng kêu gào vui sướng. Nhưng vẻ mặt của những yêu tu cao cấp từ hóa thần trở lên lại đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Ào ào. Cấm chế 5 màu giống như cái bát lớn úp ngược ầm ầm tan rã, hiện ra từng vị mộ thổ khôi lỗi sau đó. Những khôi lỗi vô cùng cao lớn, trên người mặc bộ giáp đá, trong tay cầm búa đá, mâu đá. Ở trên vũ khí còn có các loại phù văn không ngừng lập lòe. Có thể nhìn thấy tường thành thành thiên nguyên phía sau đại quân khôi lỗi. Trong lỗ châu mai, từng linh pháo tản ra uy áp khủng khiếp. Từng tầng cấm chế giống như vô số sợi dây xích phức tạp cắt qua thiên địa. Ở chỗ cao nhất trên bàn cờ, Phương Tịch đứng thẳng ở trên đài bạch ngọc, bỗng nhiên thở dài, cuộc đại chiến thật sự thảm khốc sắp bắt đầu. Lần này, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ hai bên phải chết. Ong ong. Hào quang màu vàng đất lóe lên, từng vị mộ thổ khôi lỗi kia lần lượt thi triển độn thổ thuật lẻn vào trong mặt đất, chém giết với đại quân yêu tộc. Thỉnh thoảng lại có trường mâu bay ra, phía trên sâu thi thể của địa long yêu tộc, hoặc những khôi lỗi bị chia 5 xẻ 7 ném ra khỏi lòng đất. Đi! Trên tường thành, một chỗ truyền tống trận phát sáng. Ngoài thành thiên nguyên, từng ánh sáng màu bạc lập lòe, tiếp theo từ trong đó bay ra các loại khôi lỗi với hình dạng và cấu tạo khác nhau. Những khôi lỗi có dạng phi chuẩn, 2 cánh dang rộng, lại có từng phong nhận màu xanh hiện ra. Có hình con vượn tức giận gào thét, đấm ngực, từng linh văn lập lòe, tiếp theo lại có pháp thuật đánh ra, khiến mặt đất rạn nứt. Từng khôi lỗi hệ thổ giống như xuyên sơn giáp thi triển độn thổ thuật, gia nhập vào cuộc chém giết. Ở nơi nào đó trong thành thiên nguyên, Thiên Trần Tử với dáng vẻ nam tử cường tráng mặc một bộ áo bào lớn màu vàng đất, lấy ra tu di hậu thổ giới, trong miệng không ngừng lẩm bẩm vài từ. Ở trên mặt đất xung quanh hắn có từng mộ thổ khôi lỗi giống như đậu nảy mầm mọc lên khỏi mặt đất, liên tục hội tụ thành đại quân, gia nhập vào chiến trường. Ở nơi khác lại là từng khôi lỗi ốc, Đông Thu Tử ngồi ở trong một gian phòng, tập hợp thần niệm của mấy vị khôi lỗi sư, khiến pháp khí đặc biệt của khôi lỗi ốc này tăng cường, khuếch tán. Thao túng một đám khôi lỗi ở ngoài thành đối địch. Ngoài khôi lỗi ốc, trên người Vương Linh Ứng và Lý Như Lệnh mặc phù giáp đầy phù văn, từng người canh giữ ở một bên. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác may mắn. Các tu sĩ của Yêu Nguyệt Tiên Thành căn bản không cần cân nhắc, liền theo Trích Tinh Tử nương nhờ vị tiền bối. Thanh Hòa Tử kia, hắn là một trong ngũ tử nhân tộc, đối phương nắm giữ quyền thế cực lớn, làm cho tu sĩ tinh thần vực đều thu được một ít công tác tốt. Ví dụ như khôi lỗi ốc thủ vệ này, trừ khi yêu tộc xông vào trong thành thiên nguyên, bằng không bất kể trên tường thành chém giết thảm thiết thế nào, trên lý thuyết đều không cần bọn họ xuất chiến. 3 ngày sau, thời gian ấy bình thường giống như một cái búng tay. Ngoài thành thiên nguyên, đại chiến thảm khốc giữa khôi lỗi và yêu thú vừa mới kết thúc. Nhân tộc đều dùng tài nguyên tạo ra các loại khôi lỗi, yêu tộc nuôi dưỡng phần lớn yêu thú đều là cấp thấp, đều là bia đỡ đạn và thăm dò là chính. Đến lúc này, Phương Tịch cũng biết, đại chiến thật sự thảm khốc sắp bắt đầu. Vút! Trên bàn cờ dường như có một bàn tay lớn thò từ trong bóng tối ra, đặt xuống một quân cờ đen. Thiên yêu vệ, Phương Tịch thì thào nói, chỉ thấy số lượng lớn thiên yêu vệ mặc áo giáp xanh sẫm tiến lên, lấy vạn tu vi một quân trận. Thiên yêu đồ thần chiến trận, thiên yêu khí phóng lên cao, hóa thành từng vị yêu thần quỷ dị. Những yêu thần có thân người đầu rắn, có kẻ thân hình yêu thú thuần túy, thân hình của mỗi người đều giống như thực chất, tản ra sóng pháp lực cấp bậc hợp thể. Thùng thùng, trong tiếng trống trận, hơn 10 con cổ thú chiến tranh dẫn đầu phát ra giống to. Ở dưới sự thúc giục của tu sĩ ngự thú,
đánh về phía nhân tộc thành Thiên Nguyên. Băng. Trong lúc những cổ thú chiến tranh chạy nhanh, từng cấm chế rơi xuống trên người chúng, không ngờ khó có thể để lại vết tích gì. Bất luận sấm sét, lửa cháy, nước độc, hình như đều bị lớp da dày bên ngoài thân hắn ngăn cản. Theo cổ thú chiến tranh một đường đấu đá lung tung, cộng thêm yêu tu trên lưng thi triển pháp thuật, trái lại là từng trận pháp bị nó phá hủy một cách dã man. Ầm ầm, trên tường thành thành Thiên Nguyên, trong lỗ châu mai có một linh pháo cực lớn phát nổ. Các bạn đang nghe chuyện cẩu tại yêu võ loạn thế tu tiên của tác giả Văn Sao Công tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 985, một gậy, một. Phương Tịch phát hiện, uy lực của một phát đạn pháo kia chắc hẳn là một đòn ra tay hết sức của cửu châu cơ quan thành. Mà lúc này, đâu chỉ trăm nghìn ổ đại pháo nổ mạnh. Vạn pháo cùng bắn ra, mấy con cổ thú chiến tranh chia năm xẻ bảy trong tiếng nổ mạnh. Vô số máu thịt trộn lẫn với xương cốt hóa thành mưa máu bay đầy trời. Nhưng một thiên yêu đồ thần chiến trận ở phía sau cổ thú chiến tranh đã tới gần thành Thiên Nguyên. Thiên yêu khí hội tụ, một con yêu thần quỷ dị nửa người trên là người, nửa người dưới là rắn, trong tay cầm hai con giao long thủy hỏa. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, hai con giao long thủy hỏa gào thét một tiếng, cơ thể biến thành trở nên khổng lồ, đập về phía tường thành. Ầm ầm. Trên tường thành của thành Thiên Nguyên ngưng dày ra một màn ánh sáng đặc biệt hiện ra, ngăn cản giao long thủy hỏa. Nhưng từng pháp lực dư âm vẫn chấn, động, khiến một khẩu pháo lớn ầm ầm gãy. Gào gào. Tiếp theo mỗi phương trận thiên yêu vệ tiếp cận, từng yêu thần rít gào và xông về phía tường thành. Có thể, trên bàn cờ, Kim Cương Tử nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt vô cùng thản nhiên, điểm ra một chỉ. Cạch, một quân cờ trắng được hạ xuống. Trên tường thành, Hỏa Thương Tử dẫn theo một đám đồ đệ đang thao túng linh pháo. Một miếng ngọc bội màu trắng ở trên người hắn bỗng nhiên phát ra một quầng sáng ba màu. Bắt đầu à, phương án ất. Hỏa Thương Tử nổi giận gầm lên một tiếng, từng pháp lực chuyển vào bên trong pháp trận phía dưới cơ thể. Lỗ châu mai trên tường thành, một linh pháo có phù văn lập lòe, bỗng nhiên phát ra tiếng gầm thét giận dữ. Chỉ là lần này khác với trước đây. Đạn pháo kia không phải là từng quả cầu lửa và pháp thuật, mà là một quả lôi châu màu vàng. Lôi châu này lớn bằng vại nước, ở giữa không trung bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số quả cầu sấm sét màu vàng, giống như hạt mưa rơi xuống. Xoẹt. Sấm sét màu vàng điên cuồng chớp hiện, Kim Phạm Diệt yêu tử mẫu thần lôi châu hóa thành một tấm lưới sấm sét màu vàng cực lớn bao phủ lấy yêu thần đang nắm giao long thủy hỏa trong tay. Sấm sét màu vàng hình như có khả năng kìm chế thiên yêu khí, nó đi qua nơi nào, vô số yêu khí đều tan tác. Yêu thần nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể bị tấm lưới sấm sét màu vàng bao quanh, lập tức hóa thành một làn khói xanh và biến mất không thấy bóng dáng. Không chỉ có vậy, tia sét trực tiếp đánh xuống, hóa thành vô số tia điện rất nhỏ. Cho dù nhất một tia điện yếu ớt cũng mang theo lực lượng có thể dễ dàng giết chết yêu tộc cấp 5, khiến thiên yêu vệ trong quân trận phía dưới bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ầm ầm ầm, Kim Phạm Diệt yêu tử mẫu thần lôi châu không chỉ có một viên, hình như tất cả hàng tồn trong kho của Hỏa Thương Tử đều được bắn ra. Ở gần thành Thiên Nguyên quả thật có hàng nghìn hàng vạn đợt sấm sét màu vàng nhảy nhót, giống như hóa thành một mảnh rừng rậm màu vàng. Chờ đến sau khi những đợt sấm sét màu vàng biến mất, số lượng lớn thiên yêu vệ thình lình đã biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại tàn binh bại tướng tu vi có phần cao thâm hoặc có vận may cực tốt, bọn họ khó có thể duy trì được chiến trận, lần lượt hóa thành độn quang chạy trốn về phía sau. Kim Phạm Diệt yêu trúc, tẩu thuốc trong tay cửu vĩ đại thánh phát ra một tiếng động, hiếm khi lộ vẻ thất thố, không ngờ còn nhiều như vậy. Đây nhất định là do Kim Cương Tử làm ra. Bây giờ nhuệ khí của quân ta đã giảm, hoặc lùi lại để chỉnh đốn, hoặc nhất định phải có tồn tại cấp 7 ra tay. Ngụy huynh lạnh lùng nói, nếu như bỏ chạy, hai lão tổ nhất định sẽ không tha cho chúng ta. Bởi vậy, chúng ta căn bản không có sự lựa chọn nào khác. Cũng may chiến lực cao cấp bên ta chắc hẳn sẽ chiếm ưu thế. Sau khi giọng nói lạnh lùng của hắn vừa kết thúc, hắn lập tức hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng lao tới trên chiến trường. Phụt phụt. Ba ánh sáng màu vàng phát ra linh khí kinh người, rơi vào bên trong đại trận của thành Thiên Nguyên. Vù. Ánh sáng màu vàng và cấm chế đều tan rã, hiện ra ba chỉ chảo trong suốt. Trận pháp nổ mạnh, tiếp theo bị một chỉ chảo xuyên qua.
Ầm. Yêu khí màu vàng bạo phát, pháo lớn ở một chỗ Lỗ Châu Mai và tu tiên giả gần đó đều hóa thành bột mịn. Không ngờ một đòn của đại thánh yêu tộc này đã phá vỡ trận pháp trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng bất chợt, trên trận pháp có linh quang lóe lên, lỗ thủng nhỏ kia nhanh chóng khép lại. Lão phu Vô Nha đại thánh, Kim Cương tử ở đâu? Vô Nha đại thánh cười lạnh, quát: A-di-đà Phật. Trên đài ngọc, Kim Cương tử chắp hai tay lại trước ngực, trong nháy mắt bóng dáng đã đi tới trên không trung của Vô Nha đại thánh. Ảo ảnh một vị Phật đà màu vàng lập tức hiện ra, sinh ra hàng nghìn hàng vạn bàn tay và ầm ầm rơi xuống. Chương 986, một gậy, hai. Độn, Vô Nha đại thánh liên tục cười lạnh, mặt đất trong phạm vi trăm dặm lập tức hóa thành hư vô, khiến hắn và Kim Cương tử cùng tiến vào trong mặt đất. Ánh sáng màu vàng lóe lên và biến mất. Phần lớn tu sĩ đều biết độn thổ thuật, nhưng loại thần thông độn thổ dẫn theo kẻ địch biến mất như vậy quả thật đã đạt tới tình trạng vô cùng kỳ diệu. Vèo vèo, trong đại quân yêu tộc, từng yêu tu cao cấp hiện ra, tất cả đều là tồn tại cấp 7 trở lên. Chúng bắt đầu điên cuồng đánh vào trận pháp của thành Thiên Nguyên. Đối với chúng, chỉ cần cẩn thận tránh được Kim Phạm Diệt Yêu Tử Mẫu Thần Lôi Châu, công kích còn lại sẽ trở nên bình thường. Thu, Phương Tịch thậm chí nhìn thấy một con côn bằng cấp 7 giang rộng hai cánh, số lượng lớn vòi rồng màu xanh cuốn xuống. Con côn bằng này, rất quen thuộc. Hắn xúc động nói một tiếng. Hắn nghĩ đến con đại côn ở Huyền Minh Uyên kia, không khỏi thổn thức. Theo yêu tộc cấp 7 hiện thân, tu sĩ hợp thể bên nhân tộc cũng lần lượt ra tay. Nghiệt xúc đừng càn quấy. Theo một tiếng hét to vang lên, một bóng người nghênh đón côn bằng. Toàn thân hắn được một tầng ánh sáng màu đỏ bao quanh. Hắn bỗng nhiên bấm một pháp quyết và đánh ra một lò lửa đen xì trông không mấy bắt mắt. Nhưng trong phút chốc, pháp tắc thiên địa đều mơ hồ bị tác động. Càn dương chân hỏa, cửu long diễm hỏa, tam muội chân hỏa. Các loại ngọn lửa hội tụ, hóa thành hình chân long, hỏa phượng. Người này không ngờ là thái thượng trưởng lão của Diễm Ngọc Tông, sử dụng sản phẩm mô phỏng tiên phủ kỳ chân, cửu long đỉnh. Đương nhiên, món sản phẩm mô phỏng tiên phủ kỳ chân này được thêm vào rất nhiều vật liệu chân quý. Nếu bàn về uy năng, nó có thể gần bằng tiên phủ kỳ chân không hoàn chỉnh. Gào gào. Càn dương chân hỏa hóa thành hỏa long gần như thiêu đốt cả trời đất, dễ dàng áp chế côn bằng. Thái thượng trưởng lão của Diễm Ngọc Tông đúng là không biết xấu hổ. Chọn một con côn bằng cấp 7 hạ phẩm như thế. Trong lòng Phương Tịch thản nhiên, đưa ra lời bình. Tiếp theo, hắn lại nhìn thấy một trận đồ hiện ra, trong đó có 10 mặt trời lo lửng giữa không trung. Trận đồ có ánh sáng lập lòe, nhốt mấy yêu tộc cấp 7 vào trong đó, hình như muốn luyện chết bọn chúng. Thập nhật linh không đồ, thái thượng trưởng lão của Thuần Dương Luyện Ma Tông, Viêm Nhật Tôn Giả. Tuy món bán tiên khí này chủ yếu nhằm vào ma tộc, nhưng uy năng vẫn không nhỏ. Phương Tịch âm thầm gật đầu. Hi hi, Ma Vân Tử muội muội có ở đây không? Trong lúc Phương Tịch đang trầm ngâm, Cửu Vĩ Đại Thánh khống chế sương mù màu hồng đi tới trên chiến trường. Đôi môi đỏ mọng của nàng vừa thổi, sương mù màu hồng khuếch tán, trong nháy mắt đã bao phủ mấy chục tới trên trăm dặm. Nếu mặc cho nàng thi triển như vậy nữa, không chừng tu sĩ cao cấp của nhân tộc sẽ tử thương nặng nề. Cửu Vĩ Đại Thánh. Ma Vân Tử dùng hai tay bấm pháp quyết, hóa thành một mảng lớn ma vân tối đen, ở giữa có từng ảo ảnh thần ma lao về phía sương mù màu hồng. Hai bên không ngừng quấn lấy, tiêu tan, cuối cùng duy trì ở khoảng cách hơn 10 dặm, thỉnh thoảng lại có tiếng thần ma gào thét giận dữ truyền ra. Thanh Hòa Tử, ở đâu? Thông Bối Đại Thánh chậm rãi bước tới. Toàn thân hắn mọc đầy lông khỉ, giống như một con vượn lớn đứng thẳng đi lại. Hắn mặc tỏa tử giáp màu vàng kim, trên vai còn khiêng một cây côn màu đen. Cây côn hình như bị gãy một đoạn, nhưng vẫn giữ lại phần lớn bản thể. Ở trên thân côn có từng vòng hoa văn kỳ lạ, hình như vô cùng nặng nề. Không ngờ là Thông Bối Đại Thánh, vị này được gọi là đấu chiến đệ nhất. Hắn nắm giữ một món tiên phủ kỳ chân không hoàn chỉnh. Có người nói món tiên phủ kỳ chân này phù hợp với công pháp của hắn, hắn có thể phát huy ra hơn nửa uy năng. Ngũ Hành Tử xúc động nói, Phương Tịch cảm thấy cạn lời. Hắn khống chế một ma quang, nên đón Thông Bối Đại Thánh. Ngươi chính là Thanh Hòa Tử. Mắt khỉ của Thông Bối Đại Thánh nhìn chằm chằm vào Phương Tịch, cười lạnh nói, ngươi giết chết Lục Hành. Đúng vậy, chúng ta đổi một chiến trường khác được không? Phương Tịch khẽ cười một tiếng và khống chế độn quang bay về phía góc chiến trường.
ở trung tâm chiến trường quá dễ bị tập kích, hắn tính đổi một vị trí khác. Có thể vì nhân tộc gánh vác một vị đại thánh của yêu tộc, hắn cảm thấy mình đã cống hiến đủ lớn trong ở cuộc chiến này rồi. Về phần trận pháp à, đó là con bài chưa lật cuối cùng, hắn không thể tùy tiện vận dụng. Vào lúc hắn rời đi, thần thức của hắn đảo qua. Hắn nhìn thấy ngũ hành tử lấy ra ngũ hành linh, chống lại Huyền Lân đại thánh của yêu tộc. Một đại thánh giao long tộc cuối cùng còn sót lại nhảy vào chiến trường, bị ba tu sĩ hợp thể nhân tộc có tướng mạo giống nhau ngăn cản. Ba gã tu sĩ nhân tộc này đều có tu vi hợp thể trung kỳ, tam tiên hoàn do bọn họ điều khiển nhất thời phát ra một đỏ, một vàng, một lam. Tất cả đều có linh quang lập lòe. Đó rõ ràng là bảo vật rất hiếm thấy. Các bạn đang nghe chuyện cẩu tại yêu võ loạn thế tu tiên của tác giả Văn Sao Công tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 987, Đại chiến thông bối, 1. Hừ, các ngươi tự tìm chết. Phiên Thiên Đại Thánh cười dữ tợn một tiếng, một tay bấm pháp quyết. Trên thân hắn hiện ra từng mảnh vảy rồng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía ba huynh đệ Cao Gia. Ngươi chạy đi đâu? Thông bối Đại Thánh nhảy nhót. Trên chân có ánh sáng màu vàng lóe lên giống như đang thi triển thần thông xúc địa thành thốn. Không chỉ có vậy, tốc độ độn địa của hắn cực kỳ kinh người. Hắn từ sát phía ngoài chiến trường lại đuổi kịp Phương Tịch. Toàn thân yêu này có yêu khí ngút trời. Hắn bỗng nhiên nhảy lên, lông trên thân dựng đứng, trên mặt khỉ đầy vẻ tức giận, trong tay cầm côn màu đen đập xuống, ăn một gậy của ta. Phù, bản thể của thông bối đại thánh chính là hoàng giả trong viên tộc, thông bối viên hầu. Hắn có thể lấy nhật nguyệt, co thiên sơn, chơi đùa càn khôn. Hắn tu luyện tới cấp 7 đỉnh phong, tương đương với nhân tộc hợp thể viên mãn, thiên yêu khí phóng lên cao, khiến tu sĩ hợp thể bình thường đều chỉ có thể chật vật chạy trốn. Càng không cần phải nói tới một cái côn đen trong tay hắn chính là tiên phủ kỳ chân không hoàn chỉnh, đảo hải côn. Tuy món tiên phủ kỳ chân này bị phá hỏng, nhưng tương đối phù hợp với công pháp truyền thừa của thông bối đại thánh. Sau khi hắn chế luyện, có thể phát huy ra hơn nửa uy năng, được gọi là đấu chiến đệ nhất. Cho dù năm đó Hỗn Nguyên Đại Thánh, con Thiên Phượng chưa từng đột phá đại thừa kia cũng không thể đấu pháp bằng hắn. Lúc này một côn đánh xuống, quả thật có khả năng rời sông lấp biển. Trên côn đen có từng vòng bí triện tiên phủ phát sáng, tản ra hào quang màu đen. Hào quang tối đen hạ xuống, ma khí trên toàn thân Phương Tịch lập tức chia năm xẻ bảy, không ngờ khó có thể ngăn cản. Thậm chí lực pháp tắc vẫn phong tỏa hư không, khiến hắn không có cách nào thi triển ra các loại thủ đoạn đại hư không na di phủ thoát đi. Không thể không cố đỡ một côn này. Dưới một côn này, chỉ sợ hợp thể sơ kỳ bình thường, không, tu sĩ hợp thể trung kỳ cũng sẽ bị đánh thành thịt vụn. Ánh mắt Phương Tịch dao động, trong tay hiện ra một hạt châu xám trắng. Trên hạt châu có ánh sáng lập lòe, một đầu lâu nổi lên. Đầu lâu này đón gió lớn lên, trong giây lát đã lớn tới gần một mẫu. Quỷ khí quanh quẩn, tiếng khóc của vô số quỷ hồn hiện ra, khiến phạm vi trăm dặm giống như hóa thành Xâm La quỷ vực. Đây chính là Hoàng Tuyền Thiên Quỷ hợp thể đỉnh phong. Nếu muốn đấu pháp với ta, vậy phải đánh với quỷ nô của ta hẵng. Phương Tịch cười ha ha. Tuy pháp lực của quỷ tu gầy yếu, nhưng Hoàng Tuyền Thiên Quỷ vẫn kém hơn hợp thể đỉnh phong. Phối hợp với vài bí thuật quỷ đạo, lại thêm ma công của bản thân hắn, hợp sức ngăn chặn thông bối đại thánh này nhất thời nửa khắc. Tuyệt đối sẽ không thành. Vấn đề, đây là Hoàng Tuyền Thiên Quỷ. Thông bối đại thánh tất nhiên nhận ra được Hoàng Tuyền Thiên Quỷ. Xem ra, trước đây hắn đã từng giao đấu với Tự Tại Thiên Ma Vương. Lúc này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, răng nanh bên miệng nhô ra, hiện ra gương mặt vượn hung dữ, từ trong miệng hắn phun ra một ánh sáng màu vàng đất. Ánh sáng màu vàng đi qua nơi nào, số lượng lớn cô hồn dã quỷ lập tức hóa thành từng luồng ánh sáng trắng tiêu tan. Hắn phun ra một ngụm tinh khí lên trên đảo hải côn, khiến đỉnh côn này đột nhiên hiện ra một đầu vượn hung dữ, phát ra tiếng gầm thét giận dữ. Ầm, đầu lâu trắng ởn ở chính giữa đảo hải côn tản ra vô số khí ảm đạm. Rắc, trên đầu lâu hiện ra một vết nứt, tiếp theo nhanh chóng tản rộng về bốn phía, bắt đầu ầm ầm chia năm xẻ bảy. Ao ao, đầu lâu lớn bằng một mẫu lập tức sụp đổ, hóa thành hàng nghìn hàng vạn bạch cốt xá lợi trắng ởn. Bạch cốt xá lợi nhanh chóng sinh trưởng, từ đầu đến thân, hai tay, hai chân, lại hóa thành từng thần ma xương trắng. Những thần ma xương trắng này cầm pháp khí trong tay,
ngồi xếp bằng ở trên hoa sen xương trắng, mơ hồ tạo thành một trận pháp. Vạn quỷ u minh bạch cốt đại trận. Hoàng Tuyền Thiên Quỷ mỉm cười, quát lên. Một chỗ hư không giống như u minh quỷ vực mở ra, nuốt thông bối đại thánh vào. Sau khi làm xong tất cả những điều này, một cái xương trắng mới bay trở về bên cạnh Phương Tịch, hóa thành hình tượng lão bộc áo vàng, trên gương mặt hắn cười gượng, hung hầu này suýt nữa phá nát bộ xương già này của lão nô. Trên thực tế, nếu như Phương Tịch chỉ có tu vi hợp thể trung kỳ, không chừng quỷ nô này sẽ tạo phản. Tuy bọn họ đều là hợp thể đỉnh phong, nhưng quỷ tu và đại thánh của yêu tộc giữ tiên phủ kỳ chân có thể giống nhau sao? Đây là bảo hắn đi chịu chết. Nhưng suy nghĩ tới phía sau đối phương là vị thần đạo đế quân kia, cùng với thần lục lục thiên cố quỷ đại tướng trên người mình, Hoàng Tuyền Thiên Quỷ lại rất tùy tâm nhịn xuống. Trận này không tệ. Phương Tịch nhìn thấy u minh đại trận này tự nhiên có thể vây khốn thông bối đại thánh, mắt không khỏi sáng lên. Chương 988, Đại chiến thông bối, 2. Đây là thủ đoạn ép đáy hòm của lão nô, chính là mượn lực minh giới có mặt khắp nơi để bày trận pháp. Bởi vậy trong đó ẩn chứa một phần lực pháp tắc của minh giới. Trong đó có vô số sinh hồn, thậm chí còn có quỷ vật cấp bậc hợp thể Hoàng Tuyền, lại có lực Hoàng Tuyền có thể mê hoặc thần thức, có thể vây khốn đại thánh. Hoàng Tuyền Thiên Quỷ hơi vinh váo nói, thật sự không tệ. Trong mắt Phương Tịch có linh quang lóe lên, không khỏi ngẫm nghĩ. Minh giới chính là một giới vô cùng kỳ lạ, có thể trồng lên tất cả địa tiên giới, thậm chí có liên quan đến luân hồi. Chẳng qua, tu tiên giả không tin vào điều này. Có lẽ minh giới chỉ là một chỗ trung thiên thế giới tương đối đặc biệt thích hợp cho quỷ tu và quỷ vật sinh tồn mà thôi. Ngược lại, Hoàng Tuyền, Thiên Quỷ có thể mượn lực của minh giới, khiến Phương Tịch không khỏi coi trọng. Không hổ danh là quỷ nô có thể tu luyện tới hợp thể đỉnh phong, bất luận là kinh nghiệm đấu pháp hay con át chủ bài đều tương đối phong phú. Đáng tiếc, tiếng cười của Hoàng Tuyền Thiên Quỷ còn không thể duy trì được bao lâu, lại hóa thành tiếng kêu khiếp sợ. Vào. Theo một tiếng vượn khóc thê lương, từng lực Hoàng Tuyền trên vạn quỷ u minh bạch cốt đại trận bị xé rách, hiện ra hai bàn tay to đầy lông lá. Hai bàn tay nắm lấy màn ánh sáng trận pháp và bỗng nhiên xé ra. Rắc rắc. Vô số cấm chế bị gãy, đài sen xương trắng hóa thành cho tàn, hiện ra một con vượn cực lớn hung ác với chiều cao vạn trượng. Toàn thân con vượn này mọc ra lông đen, từ sau lưng mọc ra hai cánh tay lớn. Vừa rồi chính là hai cánh tay này trực tiếp xé rách đại trận. Hắn có một đầu và bốn cánh tay, hai cánh tay cầm đảo hải côn. Theo đó, món tiên phủ kỳ chân này cũng trở nên rất lớn, giống như một cây cột đen chống trời. Đây chính là hình dáng thật sự của thông bối viên hầu. Lúc này, con vượn hung ác cuồng bạo chợt run lên. Từng sợi lông tơ trên lưng con vượn hung dữ bay ra, hóa thành từng thanh phi kiếm màu đen, không ngờ lần lượt xuyên qua những thần ma xương trắng. Đây là thần thông bản mạng của thông bối viên hầu, có thể chế luyện lông tơ trên toàn thân thành pháp bảo lợi hại, lại tương đối thích hợp với một môn kiếm trận thuật của thông bối đại thánh. Khi hắn thi triển ra, quả thật có hàng nghìn hàng vạn phi kiếm hóa thành kiếm trận. Kiếm khí ngang dọc 3.000 dặm, uy lực lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi, cũng phá vỡ vạn quỷ u minh bạch cốt đại trận của Hoàng Tuyền Thiên Quỷ. Không chỉ có vậy, hơn nghìn thanh phi kiếm còn lại giống như dòng nước lũ cuốn về phía Phương Tịch. Phương Tịch hừ lạnh một tiếng, cũng hiện ra vạn hóa thần ma thân. Từ trong miệng phun ra một thanh phi kiếm đỏ như máu, chính là pháp bảo bản mệnh của hắn, thần anh kiếm. Mặt ngoài của thanh kiếm này đầy những vết kiếm màu máu. Ầm một tiếng, nó hóa thành một thanh kiếm lớn, bị hai tay thần ma thân nắm lấy. Hắn dường như không hài lòng lắm, lại mở miệng phun ra lục đạo ma diễm, khiến thần anh kiếm bốc lên một tầng ma diễm tối đen. Sau khi Phương Tịch thăng cấp hợp thể, thần anh kiếm và lục đạo ma diễm này không ngờ được nâng cao tới cấp 7. Lúc này, trên thanh kiếm lớn đỏ như máu có ma diễm thiêu đốt, một ánh kiếm đen đỏ chợt nghênh đón dòng nước lũ phi kiếm. Đinh đinh đang đang, vô số kiếm khí dây dưa, trừ khử. Trên bản thể của thần anh kiếm, vô số thanh phi kiếm tối đen giống như muỗi đốt, phát ra âm thanh giống như mưa đánh lên lá chuối tây. Hừng hực, ma hỏa sôi trào, yêu chết biến hóa, giống như một con mãng xà lớn tối đen ngậm từng thanh phi kiếm. Ở trong lục đạo ma diễm, thanh phi kiếm kia bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, co lại và biến thành bản chất của nó là lông khỉ, tiếp theo bị thiêu đốt thành tro bụi. Lúc này,
Hoàng Tuyền Thiên Quỷ chủ động đi tới ngăn cản Thông Bối Đại Thánh trước đó đã bị con vượn lớn hung ác đập một gậy đánh bay. Hắn gào thét một tiếng nhưng không truy kích Hoàng Tuyền Thiên Quỷ, thân thể cao lớn bước ra một bước giống như ngọn núi lớn đè xuống, đảo hải côn đặc biệt lớn trong tay đổ ập xuống đất. Trên chiến trường, Kim Cương Tử và Vô Nha Đại Thánh không biết đi đâu. Ma Vân Tử và Cửu Vĩ Đại Thánh vẫn quấn lấy nhau. Ngược lại, bên cạnh Ngũ Hành Tử hiện ra năm hợp thể hóa thân tạo thành đại trận ngũ hành, cùng sử dụng ngũ hành linh, không ngờ đã áp chế Huyền Lân Đại Thánh. Hắn nhìn lướt qua chiến trường, chỉ thấy sau khi yêu tộc cấp 7 ra tay, nhân tộc cuối cùng vẫn rơi vào tình thế bất lợi. Trong lòng Ngũ Hành Tử không khỏi thở dài, trên tay thoáng thả lỏng hơn, vẫn đấu với Huyền Lân Đại Thánh. Gào! Theo một tiếng rồng ngâm, một con giao long màu xanh lam khủng khiếp hiện ra ở trên chiến trường. Vảy của nó giống như lam ngọc, sừng rồng phân nhánh, chảo mọc ra 5 ngón, vị trí cổ họng có vảy ngược. Các bạn đang nghe chuyện Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên của tác giả Văn Sao Công tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 989, Đại Chiến Thông Bối, 3. Nói một cách nghiêm khắc, nó hoàn toàn tương tự với chân long. Đây chính là chân thân giao long của Phiên Thiên Đại Thánh. Nó vẫy đuôi một cái, ánh sáng trên tam tiên hoàn ầm ầm tắt lịm. Tiếp theo ba huynh đệ Cao Gia bay ngược ra. Cơ thể của tam đệ Cao Gia còn đổ nát giữa không trung. Chỉ có Nguyên Anh thi triển di thuật thuấn may mắn trốn thoát. Ha ha, Phi Ngưu quân ở đâu? Phiên Thiên Đại Thánh cao giọng quát một tiếng. Từ trong đại quân yêu tộc, một đội quân kỳ lạ hiện ra. Phần lớn chúng đều là ngưu yêu hóa hình, mặc trọng giáp, sừng trâu màu đen trên đầu đầy những phù văn phát sáng rực rỡ, trong tay chúng cầm các loại binh khí nặng. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của một yêu tu cấp 7 đầu lĩnh, chúng đều phát ra tiếng gầm thét giận dữ. Theo ta xông lên trận, Phiên Thiên Đại Thánh gào to một tiếng, long chảo đè xuống. Trên thành Thiên Nguyên, màn ánh sáng trận pháp vừa dày vừa nặng run rẩy một hồi. Dư âm lướt qua, mấy linh pháo lập tức bị phá hủy. Trong Thiên Cơ Ốc, Cơ Phi Tuyết có phần sứt đầu mẻ trán, mắt trận đại ngũ hành tu di thần sơn đại trận bị nghiền nát, lập tức áp dụng mắt trận dự phòng. Phi Ngưu quân à, quân lực của yêu tộc còn đủ sức sao? Thiên Phạm quân đã đạt tới đỉnh phong từ lâu, lúc này chỉ có thể để ngũ hành đạo binh của ngũ hành tử quấn lấy chúng. Vẫn có Phiên Thiên Đại Thánh, nhìn con giao long kia đang điên cuồng công kích trận pháp, trong lòng Cơ Phi Tuyết cũng không khỏi có cảm giác vô lực. Tuy nhân tộc còn có mấy vị tu sĩ hợp thể, nhưng thậm chí không bằng ba huynh đệ Cao Gia, rõ ràng không phải là đối thủ của Phiên Thiên Đại Thánh này. Nếu Trường Thanh Tử còn ở đây, đến lúc này, nữ tử này không khỏi có ý kiến với Trường Thanh Tử. Đúng lúc này, trong rất nhiều trận pháp sư ngồi xếp bằng, một trận pháp sư mặc áo bào trắng, dùng khăn trắng che mặt bỗng nhiên giơ hai tay lên. Vèo vèo, từng hạt châu đen xì bắn về bốn phía, trong đó còn có từng ngọn lửa thiêu đốt, bên trong có vô số bí triện tiên phủ bốc lên. Ầm ầm, trên gương mặt Lý Như Lệnh và Vương Linh Ứng đầy vẻ hoảng sợ, nhìn thấy một chỗ Thiên Cơ Ốc trong thành Thiên Nguyên ầm ầm vỡ nát. Mấy linh quang lao ra khỏi đó. Ngươi không phải Hách Tông Sư. Một dải lụa trắng bảo vệ cơ thể của Cơ Phi Tuyết. Nàng nhìn những trận pháp sư bị tử thương nặng nề, lại nhìn vị Hách Tông Sư kia, trong mắt gần như muốn phun lửa. Trận pháp sư họ Hách mặc áo bào trắng đối diện lại mỉm cười, Cơ đạo hữu. Ta vẫn là Hách Nhận, vào lúc hắn trúc cơ, ta chính là hắn. Người của tâm tộc. Cơ Phi Tuyết lập tức nghĩ đến điều gì, trong lòng hoảng sợ. Trong dị tộc, người của tâm tộc có thể đoạt xá hoàn mỹ, đồng thời mô phỏng khí tức của nguyên chủ. Không ngờ được người này đã sớm ẩn nấp ở trong nhân tộc, đồng thời che giấu được sâu như thế, một đường thăng cấp tới cảnh giới hợp thể. Còn trở thành trận pháp tông sư, thông qua rất nhiều khảo sát, tiến vào trung tâm bày trận lần này. Tất cả đều chỉ vì ngày hôm nay. Ầm ầm ầm. Thiên Cơ Ốc đầu mối then chốt của trận pháp này bị phá hủy, các nơi trong thành Thiên Nguyên đều xuất hiện tiếng rên rỉ. Từng mắt trận sụp đổ, Phiên Thiên Đại Thánh bên ngoài mừng như điên, từ trong miệng hắn phun ra từng quả cầu ánh sáng xanh thẳm, rơi vào các nơi trong thành Thiên Nguyên. Ầm ầm, đại trận bảo hộ của thành Thiên Nguyên ầm ầm bị phá. Ngươi đáng chết. Cơ Phi Tuyết lấy ra một thanh phi kiếm trắng như tuyết, lại muốn xông về phía Hách Nhận. Hách Nhận nhanh chóng bắn về phía sau, cười lớn tiếng nói, so với truy sát bản tọa,
Cơ tiên tử không ngại đi xem thử đầu mối then chốt dự phòng thứ hai đi. Bản tọa đã sớm cân nhắc ra được kế hoạch các ngươi muốn vào thời khắc quan trọng sẽ tạo thành biểu hiện giả là thành trận pháp. Dùng gậy ông đập lưng ông, lại lợi dụng đầu mối then chốt thứ hai để xây dựng lại trận pháp, đóng cửa đánh chó. Bây giờ chỗ đó chỉ sợ đã. Hi hi, cái gì? Cơ Phi Tuyết nghe đến đó, gương mặt không khỏi trắng bệch. Trong tay nàng hiện ra một tấm ngọc bội. Nàng vừa muốn nói gì đó, trên ngọc bội lại hiện ra một tầng ánh sáng màu máu, có một giọng nói hoảng loạn phát ra, cơ trưởng lão. Chuyện không ổn rồi. Thiên cơ ốc thứ hai bị trận pháp khó hiểu nào đó quấy nhiễu, trục xuất thái hư. Ồ, một yêu tộc đầu trâu mặc giáp màu đen nhẹ nhàng nhảy lên, bước lên đầu thành thiên nguyên. Nó ngửa mặt lên trời và phát ra một tiếng giận dữ gầm thét kèm theo sự khát máu. Ầm. Thông bối đại thánh hiện ra chân thân, dùng tiên phủ kỳ chân không trọn vẹn thi triển một đòn toàn lực. Phương Tịch vội vàng bố trí 18 ma công hộ thuẫn, nhưng đều bị đánh sập. Một côn này hạ xuống, lướt qua người hắn, khiến hắn vỡ nát giống như trứng gà. Cách đó không xa có ánh sáng máu lóe lên, bóng dáng Phương Tịch lại hiện ra, chỉ là khí huyết có phần giảm sút. Chương 990, Tiên trận ra, 1. Ma đạo tinh huyết thế kiếp bí thuật. Ngay cả ma công cũng cùng một mạch với Tự Tại Thiên Ma Vương, chuyện hắn chết đi quả nhiên có liên quan tới ngươi. Hung bạo cự viên nhe răng trợn mắt, cũng đúng. Nếu Tự Tại Thiên Ma Vương không chết, ngươi làm sao có thể thăng cấp hợp thể? Thoạt nhìn, thông bối đại thánh hình như có phần hiểu rõ tha hóa Tự Tại Thiên Tử thống ngự vạn linh chân ma công. Con khỉ hung hãn này nhìn có vẻ thô bạo không có não, thực tế lại rất khôn khéo. Lúc này, hắn cười lạnh, ta xem ngươi còn có bao nhiêu tinh huyết. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, trong bốn cánh tay có hai cánh tay cầm lấy đảo hải côn lại đập xuống, một đòn này còn khí thế mạnh hơn trước. Hai cánh tay sau lưng đều bấm pháp quyết, hai bảo vật hiện ra. Một món trong đó là một tấm lệnh bài màu đen, ở trên lệnh bài còn có diễm văn màu đỏ lóa mắt. Chỉ cần rót chút pháp lực vào, lại có từng ma hỏa màu đỏ bay ra. Ma hỏa này kèm theo nhiệt độ lạnh lẽo. Đây chính là thôn diệt tẫn diễm, am hiểu nhất cắn nuốt các loại ma hỏa. Một món bảo vật khác lại một tờ thiên điểu đồ. Sau khi nó chấn động mở ra, từng con yêu điểu quỷ dị ba mắt hiện ra, chúng đông nghịt và tập trung bay xoay quanh ở trên không trung. Hai bảo vật này, một món kìm chế ma hỏa của ta, một món lại ứng phó với bí thuật của ta sao? Trong chớp mắt, Phương Tịch đã hiểu rõ lần này lại thi triển tinh huyết thế kiếp bí thuật, không chừng mình sẽ bị thua thiệt lớn. Yêu điểu ba mắt kia chắc hẳn là cấp huyết điểu biến dị, có thể ảnh hưởng tới tinh huyết trong cơ thể tu sĩ. Phần lớn con mắt như vậy lại tạo thành trận pháp, cho dù huyết khí dao động trong cơ thể tu sĩ hợp thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng, vẫn phải cố đỡ lấy thôi. Hoàng Tuyền Thiên Quỷ kia bị một gậy đánh cho gần chết, lúc này còn không biết tới bảo vệ chủ. Quả nhiên là một kẻ vô dụng có tâm tư khác. Tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, trên tay lại không hề chậm trễ, một quả cầu tối đen bị nghiền nát, ở trong đó hiện ra một cây cờ trận. Cán cờ trận này màu xanh, lá cờ lại tối đen, trên đó có hình vẽ của một con voi trắng sáu ngà. Hỏa Thương Tử đã tốn phần lớn tinh lực, lấy sáu cái ngà voi của Lục Nha Thiên Đàn Tượng làm nguyên liệu, phối hợp thần hồn, nội đan của hắn. Chế luyện ra khí linh, hồn phách giao long cấp 7 cực phẩm thực sự khó tìm, lấy voi trắng trước chống đỡ được đã. Phương Tịch vỗ một cái vào túi chữ vật, số lượng lớn tiên ngọc lập tức nghiền nát, từng tiên khí rơi vào trong huyền minh kỳ. Lục Nha Thiên Đàn Tượng phát ra một tiếng giống to, huyền minh kỳ ở trong tay Phương Tịch giống như một cây trường thương, phát ra uy năng bán tiên khí cấp 8. Chân chính, một thương đâm lên, cương, hình dáng con voi trắng đánh lên cột đen chống trời, bỗng nhiên sụp đổ. Nhưng huyền minh kỳ với cấp bậc bán tiên khí cấp 8 trung quy có uy năng bất phàm, va chạm với gậy của con vượn hung ác vẫn có vẻ như không có việc gì. Ngược lại, Phương Tịch cảm giác hai cánh tay đau đớn, gần nửa ma quang trên thân vỡ ra. Ồ, bán tiên khí cấp 8. Thông bối đại thánh cười một cách điên cuồng, đáng tiếc. Vẫn phải chết. Hôm nay, nhân tộc các ngươi thua rồi. Phương Tịch thở dài. Thần thức của tu sĩ hợp thể rộng lớn, hắn đã có thể cảm ứng được đại trận của thành Thiên Nguyên bị phá, thậm chí đại quân yêu tộc đều lên tường thành. Tình hình quả nhiên đã đến vô cùng nguy cấp. Với tâm tính của những tu sĩ hợp thể kia, ngoại trừ rất ít người ở lại, số còn lại không cần nhiều lời, chắc chắn sẽ trực tiếp bỏ chạy.
Đến lúc đó, sợ rằng ngũ tử nhân tộc bị người để mắt tới sẽ bị đại thánh của yêu tộc bao vây tấn công. Trước đây nhận lấy danh hão, lúc này phải trả giá đắt rồi. Con khỉ này thật đáng ghét. Nếu không phải bản tôn không muốn ra tay, một chiêu có thể tiêu diệt. Chẳng qua lúc này, nó cũng cách cái chết không xa. Phương Tịch hừ lạnh một tiếng, vẫy huyền minh kỳ trong tay. Trước đó, hắn cuốn lá cờ lại và dùng như trường thương, thật ra căn bản không có phát huy uy năng khủng khiếp của bảo vật trận đạo. Xôn xao. Lá cờ được chế luyện bằng da lục hành đại thánh bay phấp phới, một dòng sông đen không biết dài bao nhiêu chục nghìn dặm đột nhiên hiện ra, lấy nơi đây làm trung tâm bao phủ cả chiến trường. Cửu U Minh Hà huyền sa đại trận. Ào ào. Nước đen chảy xuôi, ngập tới đầu gối của con vượn lớn. Vô số thần sa bất chợt lao tới đánh, mỗi lần đập chúng, thiên yêu khí trên người con vượn lớn lại sụp đổ. Trong thoáng cái, yêu khí của yêu này từ cấp 7 đỉnh phong giảm xuống cấp 7 thượng phẩm. Thậm chí vẫn còn tiếp tục giảm xuống. Trận pháp. Có thể hao mòn pháp lực của ta, sợ rằng phải là cấp 8. Thông bối cự viên cười lộ vẻ dữ tợn, đây là chỗ dựa của ngươi. Làm đại thánh của yêu tộc, cho dù tu vi có giảm, hắn vẫn có thể phách vô cùng mạnh mẽ. Các bạn vừa nghe xong tập 99 của bộ truyện Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên của tác giả Văn Sao Công tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.